Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn.
Mình là mình đã tô màu xong các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tô màu nào. Tiếp tục đi tô màu nhé. Cậu có đọc anh xin số điện thoại không? Đó. Đọc anh xin số điện thoại của em. Không, chỉ số 9. Rồi. 495. Rồi. 243. Thank you.
mình đã đi tôi mở xong nha các bạn nha.